Xin chào các bạn, tôi là Trần Ngọc Thùy. Thì hôm nay thì có một cái video mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn làm SEO. Đó là một cái công cụ về SEO ở trong quy trình. Thì đây là cái giới thiệu qua cái quy trình mà tôi thường hay áp dụng làm SEO. Cũng tùy theo mỗi đơn vị sẽ có một quy trình làm SEO riêng. Quy trình nghiên cứu SEO thì trong này có một cái vấn đề, đó là cái backlink liên kết. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là một gọi là công cụ, hay gọi là cái add-on SEO. Đó là add-on AHZ. AHZ này thì nó chỉ chạy trên được Firefox thôi. Đấy. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài và cách sử dụng nó như thế nào. Trước tiên thì tại sao mà tôi lại quay cái video về backlink này? Bởi vì trong quy trình SEO thì tôi nghiên cứu SEO và triển khai. Ở đây thì tôi có một cái sơ đồ về logic, đó là khi mà để mà từ khóa lên top thì bao gồm on page và off page thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt on page thì tôi thấy thì ai có thể làm được, tôi chỉ cần nhìn nó sang người khác có tôi cũng có thể làm được y như thế, đúng chưa? Nhưng ở đây thì có vấn đề off page. Off page thì chúng ta tất cả các công cụ, ở đây tôi nói chuyện giới thiệu trước, đó là tất cả công cụ mà phân tích website ấy, nó phân tích backlink này, phân tích tất cả thứ, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Đấy, các bạn nên nhớ. Nhưng mà trong quá trình mà khi chúng ta mà lên một cái chiến lược, cái quy trình làm SEO, các cái vấn đề về xây dựng KPI để mà chúng ta làm SEO, thì cái vấn đề đó là các cái chỉ số chúng ta đưa ra được, những cái chỉ số, những cái người ta gọi là những con số tương đối, để chúng ta tính toán làm sao nên một cái chiến lược nó ok. Có thể nó có sai số nhưng mà chúng ta đã đưa được ra được cái, thì là người quản lý SEO chúng ta sẽ biết được là cái chúng ta cần phải như thế nào, bao nhiêu link này, bao nhiêu on-page như thế nào để mà chúng đưa ra được con số để mà có thể giao việc cho nhân viên cái gì đó hoặc thuê. Thì ở đây thì on-page thì tôi sẽ không nói nhiều trong video này, thì tôi chỉ có chia sẻ về cái on-page. Thì đặc biệt là Việt Nam ở Google thì cái backlink nó là một trong các yếu tố để xếp hạng website của chúng ta. Đấy, tôi có một cái video hướng dẫn chia sẻ gọi là VNUC về backlink, các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube của tôi. Ở trong này thì cái page như là link hoặc traffic cái gì đấy thì đó là một trong các yếu tố mà tạo ra cái công cụ viết danh. Còn sau này thì công cụ viết danh ấy, thì nó là cái mà nền tảng chính để cái công cụ tìm kiếm Google hoạt động được. Trong cái vấn đề về backlink thì ở page thì ở đây tôi có đưa ra hai gọi là cái KPI, đó là hai cái chỉ số, đó là cái số lượng domain refer về và tổng số link trở về. Đấy, thì ở đây thì trong hai cái này thì tổng số link trở về và tổng số domain trở về thì lại gồm hai phần. Thứ nhất là tổng số link trở về tất cả các trên các sàn của chúng ta, bao gồm rốt domain rồi trang rốt domain trang chủ đấy và tất cả các trang con. Cũng tương tự như vậy thì nó có số lượng, tổng số lượng domain trở về thì chúng ta sẽ xác định là nó sẽ bao gồm hai phần, đó là cái landing page chúng ta SEO và thứ hai là tổng của cái site chúng ta. Thì tí nữa chúng ta cài cái plugin này vào thì chúng ta sẽ phân tích. Và trong video này tôi cũng dẫn làm sao để chặn được cái bot của công cụ này khi chúng ta xây dựng xe vệ tinh, hay là người ta gọi là PBN, đó là cả cái private cái hệ thống xây dựng sàn, người ta gọi hệ thống xe vệ tinh. Đấy. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ cùng nhau cài cái công cụ. Đây, chúng ta sẽ cài công cụ này. Thì chúng ta bấm vào cái link này. Hoặc các bạn ra Google các bạn search, một là các bạn có thể truy cập vào link này. Đấy. Ở đây thì máy Mac hoặc là các bạn có dùng máy Win thì đều tương tự như nhau hết. Các bạn có thể dùng search là AHZ SEO toolbar. Thì trên này nó có cái lần cập nhật là vào ngày 2 tháng 12 năm 2015. Ok, thì bây giờ tôi đã vào link này, chúng ta sẽ cài. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cài trên này. Cái này nó là gọi là real time, lấy cái dữ liệu từ thằng AHZ về, nên là đôi khi chúng ta sử dụng cái này ấy, thì
Tôi nghĩ là khi các bạn check thì các bạn nên mở một cái trình duyệt riêng dành Firefox dành cho nó, không nó sẽ nặng. Với trường hợp máy yếu nó sẽ đơ. Chúng ta bấm vào đây để chúng cần nó. Chúng ta reset. Đấy. 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 Khi chúng ta cài xong thì các bạn nhìn thấy trên này. Đấy. Nó có một cái bàn tay đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy. Thì bây giờ thì trong các cái ví dụ đây tôi ra Google search đi. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích các yếu tố. Các bạn cùng nhìn thấy ở cái sơ đồ logic này, tôi có đưa ra đó là số lượng domain, số lượng domain hay tên miền ấy, và tổng số link. Ở đây thì ví dụ như tôi là một cái từ khóa chẳng hạn. Để xem. Đây. Ví dụ như tôi xóa cookie đi nhá. Cho nó dễ. Thực tế thì khi các bạn xóa cookie thì nó cũng không hết được, bởi vì nó còn có new cache của cái IP, của cái IP của cái đường mạng dây truyền dây mạng nhà bạn nữa, đường truyền internet nhà bạn nữa, nó cũng không được chuẩn. Thực tế thì đôi khi các bạn search ở khu vực địa lý khác nhau nó khác nhau rồi. Đấy, còn chúng ta cứ search cho nó chắc. Không thì các bạn có thể bật trình duyệt ẩn. Chúng ta search, nhưng mà trên này tôi đang cài cái này, tôi để trình duyệt như này. Ví dụ như này đi. Tôi search một cái từ ở trên này cái bản đồ chúng ta không nói được gì nhá. Ở dưới này chúng ta sẽ bật, khi mà search bình thường như này thì sẽ không có gì đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên. Đấy. Thì lúc đó thì nó sẽ loát lại trình duyệt. Khi vào website nó có cái này. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích đây là các AZ đây, các chỉ số căn bản. Đây. Ví dụ sai của tôi đây. Sai của tôi thì tên miền này của tôi thì tôi mới mua được gần 3 tháng, 3 tháng hơn một chút rồi. Đấy. Thì cái vấn đề là tôi sẽ đưa ra những chỉ số, và tôi thực ra ngày xưa thì tôi cũng sẽ rất chuyển khóa tốt kể từ thiết kế website cho người tốt hơn nhanh. Vậy chúng ta sẽ đo đến được cái, chúng ta đưa được ra những cái chỉ số. Đấy. Ví dụ như ở trên này thì tôi có chia sẻ với mọi người trên này. On page thì cái gì, tham quan site tôi sẽ. Thực tế thì thằng Google nó có khoảng hơn 200 cái yếu tố để xếp hạng website chúng ta, và chia nhỏ ra thành hơn 1.000 yếu tố nhỏ khác để mà xếp hạng website. Nhưng thực tế thì tôi chỉ có đưa ra những cái chỉ số này, tôi chỉ gom lại và tôi sẽ lược khóa, lược bớt nó đi những cái chỉ số mà cần thiết để mà làm. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng coi, đây ví dụ coi site của tôi thì cho dễ, tí nữa tôi sẽ phân tích cả các site trên này luôn. Tiện đây tôi nói luôn là để phân tích một từ khóa khó hay dễ, ví dụ bạn muốn xem top 10 thì bạn phân tích 10 hàng đầu tiên, đấy là ít nhất là 10 đầu tiên. Đấy. Ví dụ như bây giờ tôi muốn xem lên top 1 chẳng hạn, hoặc tôi xem top 3 thôi, thì tôi sẽ so sánh cái sai này. Đây là sai Việt Mốt của Nên Nam, sai bên này của Nguyễn Ninh của anh Tuấn Hà, còn đây là của Duy Anh Nguyễn này, cái này của bác trong Sài Gòn, cái này là không biết ở đâu đấy, đây, bên này cũng là của bên Viên Anh Ninh, Viên Anh Tuấn Hà, 3 sai cơ. Đây là của anh Chính, VGM Sài Gòn, hai nét của anh Thơ. Đây. Ví dụ như này, tôi sẽ có các cái chỉ số. Ví dụ như là cái page URL này, rồi domain rốt này. Đây. Domain rốt thì nó bao gồm cái rốt domain này. Các bạn với tôi nói là có, tôi về rốt và về cái landing page chúng ta xem. Thứ hai là cái URL. URL nếu các bạn đây là xem vào trong chủ. Đấy. Thì còn tương đây, đấy, đây xem chủ. Đây thì người ta xem vào một cái landing page, vào một cái bài viết hoặc một danh mục gì đó, tôi chưa xem. Đấy vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý này, có cái rất nhiều cái chỉ số, nhưng chúng ta sẽ quan tâm đến cái chỉ số gì. Chúng ta đang nói về backlink thì ở đây thứ nhất là đó về cái landing page này. Các bạn thấy không? Đây là ví dụ như 8200 cái backlink trở về cái landing page này, và có 186 domain zipper hay là đám trở về cái này. Tương tự đó thì với số domain, với tổng số domain rất minh thì có 17.000 backlink trở về và có 339 domain. Đúng không ạ? Đấy là người thứ nhất. Thứ hai, ở đây thì các bạn để ý là chúng ta sẽ trong cái quy trình SEO thì ở đây thì tôi tính được cả chi phí các thứ cho mọi người, nhưng ở trong cái phần về đâu nhỉ? Đây.
thì tôi cũng được khóa là các yếu tố xếp hạng website ví dụ như tên miền có trùng từ khóa các gì đấy không, thì tôi sẽ cho điểm đây on page ở page gì đấy. Thì các bạn để ý là tôi cho rằng bây giờ trường hợp này, bởi vì tôi chưa biết là cái độ cạnh tranh của tôi như nào, thì để tôi phân biệt được cả có on page ở page, thì cái lợi thế tên miền trùng từ khóa thì tôi có hứa qua video tôi chưa quay được, nhưng mà trong thời gian tới sẽ có video cho các bạn. Ở đây thì chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề là ở page, còn cái vấn đề tên miền trùng từ khóa chứa bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ để một cái video tiếp theo khi mà có nhiều bạn comment hỏi đáp. Ở trong này thì các bạn để ý là tôi đang phân tích banking liên kết, ở đây còn cả mạng xã hội nữa. Thì đây các bạn để ý đây, banking này, rốt domain này, đây, đây của tôi đây, đúng không ạ? Đây, ví dụ banking là 17.000, của tôi thì là banking của tôi có 15.000, đấy, rốt domain của tôi chỉ có 76. Rồi backlink của tôi là 22.000, tổng số backlink tôi có 94 domain, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn để ý đây. Vậy tôi thua người đứng đầu. À gì? Đây là tôi phân tích là tôi với cả cái anh đấy là tên mình không dùng từ khóa, tên mình của tôi thì mới mua thôi. Đấy. Tôi cũng chưa đi có đi đây thì đây. Thì cái vấn đề là khi mà tôi trong quá trình mà tôi phân tích, tôi có một cái bảng từ khóa. Ở đây ví dụ như tôi sẽ có một cái từ là đào tạo sale đi. Tôi sẽ có hai từ đào tạo. Một, ví dụ thế. Đó. Thì tôi có nên viết ví dụ của tôi là Trần Ngọc Thùy chẳng hạn. Đấy. Thì cái nếu mà bạn sale vào post thì bạn có thể cập nhật ngày tháng ở đây. Tương tự là search cái người thực hiện mục tiêu trong Bích Đạt. Đây là thứ hạng. Ở đây thì tôi có đưa ra, để tôi bỏ cái này đi. Thì đây tôi sẽ quay ra đây để cho mọi người coi. Đấy. Bình thường tôi giữ một cột tôi tính toán thời gian, ví dụ như một năm tôi tính toán để dán SEO. Ở đây thì tôi có các cái thuộc tính đây. On page, up page, đây, tổng số domain, backlink, domain trở về. Đấy, ở đây như vậy. Thì tôi sẽ phân tích 10 đối thủ. Đầu tiên tôi sẽ cho 10 cái link của đối thủ vào đây. Nếu mà giả sử tôi làm, chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ làm một cái ví dụ. Ví dụ như của tôi đi. Đây là tôi dựa thế này. Nhưng thực tế thì tí nữa sau cái này thì tôi sẽ hướng dẫn là tôi có thể dùng file HTML. Bởi vì tôi, hiện tại tôi có rất nhiều domain, tôi có hơn vài trăm cái domain thôi, nhưng tôi chưa đặt link trở về. Tí tôi sẽ vào console là search của cái site của tôi sẽ cho mọi người xem. Thì tôi có tổng banking ở đây, rốt domain, ví dụ cái landing page này của tôi là 76 và 15k, domain về là về user là của tôi là zipper domain banking domain rốt user đi, ví dụ đây là chúng ta sẽ về cái landing page này là 15k, giả sử 15.000. Đấy. Cái này của tôi là 76. Đúng không? Đấy. Bách Ninh. Bách Ninh tổng số Bách Ninh trở về ở đây của tôi là 20.000 và 95. 20 và 95 domain. Đúng không? Tương tự đấy. Ở đây thì có cái cột ở page on page tôi chưa tính nhé. Ở page on page chưa tính. Tôi phân tích của bên Nam chẳng hạn. Đây là 8.200 và để tôi copy đường link này vào 8.200 và 186, 8.200 tiếp tới thì tôi có 17.000 và 336, 17.000 và 36 domain. Đấy. Thì ở đây là đây có một bên. Ví dụ như tôi phân tích 10 bên thì tôi sẽ cho ở đây 10 bên. Đúng không ạ? Đấy, ok. Thì đấy là tôi đưa ra được những con số mà mang tính tương đối. Ở đây thì các bạn này, trong thực tế của tôi thì có chúng ta có thể đây có link, chúng ta nếu mà đăng ký tài khoản VIP ấy. Đấy. Thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem. Tôi có tài khoản VIP nhưng đôi khi thì trong một vài video tôi sẽ không có thể show hết ra được.
Không phải là tôi muốn kiếm học viên bây giờ, thực tế tôi không nhận học viên đấy các bạn, mà đôi khi nó có những cái vấn đề về tế nhị, ví dụ như các cái dự án của tôi chẳng hạn thì nó lộ ra thì tôi không thích lắm đấy. Ở đây thì các con số như này đúng không, thì đó là cái vấn đề là chúng ta sẽ có những con số chỉ được, ví dụ như ở đây trên bên này đây Nam có 339 ohmin đúng không, ok vậy cái tối thiểu mục tiêu của tôi muốn đặt ra muốn vượt trên là ông đấy. Ví dụ như các yếu tố khác tôi bằng nhau hết rồi thì cái yếu tố này đúng không thì sao, thì tôi cũng phải cho lên khoảng 336 ohmin đấy. Tương tự đấy chúng ta sẽ dùng án chúng ta đọc lên của đối thủ ra đấy. Tiếp tới cái đây ví dụ như cái chỉ số này chẳng hạn, ở đây người ta chỉ có 82 thôi và 186 ohmin đấy, nhưng cứ tôi bao nhiêu nhập và đây là 76, thì vậy tôi cũng sẽ tính số lượng ohmin tôi đẩy lên để làm sao để đạt được cái thấp nhất là bằng của họ, để tôi xem cái khả năng on page, rồi các yếu tố khác nó còn tùy thuộc vào on page ở page nữa đúng không. Đấy. Ví dụ như ở page chẳng hạn, hôm qua thì tôi dạy xong rồi thì cái tôi tối ưu hóa cái Google Speed Page cho Google Page Insight. Tôi thì tôi rất quan tâm đến cái trải nghiệm của người dùng về tốc độ tải trang rồi những cái thẩm mỹ, không được cho đẹp nhưng mà hợp. Cái này thì tùy thuộc vào đường mạng các bạn. Cái này thì tôi làm được đến 99 điểm. Và thực tế thì ở Việt Nam thì chưa ông nào làm được. Đúng không? Không là nó khoe sâu này đâu. Ở đây tôi có thể làm đến 100 điểm với trường hợp tôi bỏ Google Analytics ra. Cái thuộc tính này là của thằng Google Analytics, nhưng mà nếu tôi bỏ Google Analytics ra thì tôi lại không phân tích. Coi như bằng hòa. Coi như tôi cũng yếu tố này, tôi cũng cho bằng các yếu tố bằng với mọi người đi. Tôi không so sánh yếu tố này. Đấy. Nhưng ở đây tôi so sánh với Minh, đúng không? Thì tương tự như ở đây, đây là với từ khóa này, các bạn thể phân tích tương tự ở đây 10 cái nợ thụ ở đây, đây là tôi phân tích ra như vậy đấy, organic cho thích các thứ đấy, các bạn có thể mang tính tương đối, nó có rất nhiều công cụ SEO khác để các bạn có thể phân tích đối thủ ở đây đấy, tôi có rất nhiều đấy. Và trong cái này thì tôi giới thiệu tiếp ở đây, tiện đây tôi giới thiệu luôn, thì trong một cái dự án SEO này tôi dùng một cái file này, tôi có thể quản lý được rất nhiều dự án SEO. Và trong các cái file report báo cáo của tôi, ở đây thì tôi có làm một cái report đây, thì cái report này nó là real time, có nghĩa là nó sẽ cập nhật thường xuyên đúng không ạ, nó cập nhật thường xuyên. Ví dụ như tôi đặt lịch cho nó là khoảng 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng, thì cứ 7 8 giờ sáng tôi là người quản lý thì tự động tôi biết là các con số này ngày user theo ngày này đấy, rồi theo tuần theo năm đấy. Ở đây thì nếu mà muốn theo năm ấy thì các bạn chỉ dùng lệnh ở đây, các bạn sửa cái câu lệnh ở đây thôi đây, các bạn dùng lệnh các bạn sửa đây. Đây. Thì cái này thì tôi sẽ quay video tiếp theo, khả năng rất khó bởi vì đây là các cái kiến thức của Outwork và Google Analytics nữa, tôi không đảm bảo dám là nâng cao, nhưng mà ở Việt Nam mình thì tôi không biết các bạn tìm hiểu SEO hay là học SEO thế nào, nhưng tôi đảm bảo là rất ít người làm cái này đấy, thì cái đấy bỏ qua về đấy, tôi sẽ bạn nào cần, nếu nhiều bạn có video cần thì tôi sẽ hướng dẫn thôi đấy, nhưng mà nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi về email là contact@seo.com, hoặc trong các video tôi có comment đây thì tôi sẽ trả lời các bạn thường xuyên đúng không ạ, thì các bạn có thể comment đây tôi sẽ trả lời đấy. Thì ok, thì bây giờ tôi có một cái vấn đề nữa, thế thì các bạn để ý này, tất cả các công cụ là bot người hay gọi là tự động thì thằng Google đều kể như bot Google hoặc là AdSense, thì nếu nó là một công ty to và nó không như bọn spam, như bọn Nga nó đang spam, thì các bạn để ý là các bot của Google chúng ta đều có quyền, bot Google và bot của AdSense là kẻ đêm đó mót thôi, chúng ta có thể chặn và không cho bot của Google, bot của AdSense quét qua sai chúng ta, đó là cái nguyên tắc về cái tính mà tự do thông tin và lấy dữ liệu tự do của Google. Thì các bạn để ý là tất cả các cái công cụ đều có, và ở đây thì tôi có một cái file robot.txt đấy. Ngoài việc các bạn với những sai vệ tinh ở đây tôi làm demo cho học viên, thì các bạn có thể dùng cái file HT này, đây ở đây tôi chặn rất nhiều bot của các cái search engine khác, hoặc là các cái công cụ mà check backlink, rồi kể cả như Alexa tôi cũng chặn hết đấy. Thì thường thì ở các sao vệ tinh tôi sẽ chặn. Ở đây các bạn để ý là dùng chúng ta dùng lệnh này,
đấy các bạn có thể view xuống là cái sai trần của quý.com, các bạn copy hết cả cái này, các bạn thay cái đường link này. Đấy. Trên này thì nó có một vài cái thư mục chúng tôi không muốn hiển thị, tôi sẽ có thêm thì tôi mua rồi để lên trên này thì xem học viên thôi. Đấy. Thì ở đây tôi có file này, hoặc các bạn có thể lên các bạn lên Google, bạn search how to thì trong này thằng các bạn để ý là tất cả các công cụ nó sẽ có, kể cả thằng 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 The Mod cũng vậy thôi, nó luôn có một cái trang mà gọi là hướng dẫn người dùng là chặn, hoặc là các hướng dẫn các operator chặn các cái bot của nó đây. Đây và các bạn xem cái vấn đề ở đây. Đây thế nên là ở đây thì tôi chỉ giới thiệu thôi, và các bạn để ý khi mà tôi quay video lại thì chắc chắn cái công cụ là AdSense này sẽ bị hạn chế và rất nhiều người sẽ áp dụng các cái file robot.txt này. Thì các bạn có thể chỉ cần set cái file robot.txt này về máy tính là xong, đúng không ạ? Và các bạn up lên và các bạn thay cái chỗ file CMS này. Thì ở đây cái video này tôi nói hơi lòng ngoằng, nhưng trong các video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các vụ giao tiếp và các cái quy trình nghiên cứu, quy trình triển khai. Đấy, chi phí tính toán hợp lý, khi nào thì chạy chạy AdWords, còn khi nào thì dùng SEO, thời gian bao nhiêu lâu. Và đặc biệt là tôi sẽ tư vấn cho bạn nào cần thiết về chơi AdSense thì tôi sẽ tư vấn cho những lên cái kế hoạch chiến lược. Với đơn vị nào SEO mà chơi AdSense thì tôi sẽ hướng dẫn thì dễ hơn, bởi vì tôi sẽ dựa vào các KPI như traffic để tôi tính được ra tiền, tôi tính được chi phí là được ra lợi nhuận. Còn trường hợp chúng ta kinh doanh, chúng ta bán hàng thì nó hơi khó, tôi chỉ tính được cái độ phủ thương hiệu thôi, các cái thông số này tính được, nhưng mà chúng ta không thể quy ra bán hàng được. Đấy. Thì cái video này đó là về backlink, thì xin chắc là nó cũng khá dài đấy, thì tôi xin dừng tại đây. Các bạn có thể là nếu mà quan tâm các video tiếp theo ấy, thì có thể truy cập vào site trầnngọcthùy.com, và tôi sẽ có những cái pop, những cái gọi là những cái có cái pop ở trong, có cái pop quảng cáo hay là gọi là đăng ký nhận bản tin. Nếu bởi vì đây tôi có góp đây, các bạn có thể điền vào đây để nhận, thứ nhất là những cái tài liệu mà SEO mới nhất mà tôi sẽ thực hành. Đấy. Thứ hai là mỗi tuần tôi sẽ qua một cái video tối ưu hóa cả landing page rồi các thứ, và đặc biệt là nếu các bạn nào dùng AdWords tôi sẽ tặng cho một cái cao bông này là 900.000 và với chỉ dành cho những cái tài khoản mới và dưới 14 ngày. Đặc biệt tôi sẽ có những cái website Getbot, tôi có hơn 100 site Getbot chất lượng mà chia sẻ để cho các bạn miễn phí đấy, chứ tôi không tính tiền. Đấy. Nhưng mà tôi sẽ có các yêu cầu khắt khe nội dung và unit các thứ cơ. Đấy. Thì nó sẽ có các cái yêu cầu và như thế nào Getbot để cho bạn. Ở trong này các bạn có thấy để ý là có một cái phần đó là tổng số domain giver về các bạn, ví dụ như 95. Đấy. Các bạn thiếu tôi sẽ bơm vào cho các bạn 100, 150 domain. Thì ok, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề ở Việt Nam. Còn nếu các bạn mà làm SEO Google.com Global đấy, thì tôi sẽ cũng có hệ thống khoảng hơn 200-250 site tiếng Anh. Đấy, tôi bán Getbot ở trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì tôi sẽ xem miễn phí. Thì video hôm nay thì chỉ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Thắc mắc thì các bạn có thể gửi email về Thùy Trần Ngọc a@doseo.com, hoặc các bạn có thể like cái fanpage của tôi ở đây. Đấy. Like cái fanpage là các bạn vào search Trần Ngọc Thùy, cái fanpage này tôi cũng verify rồi, tuy nó không được hoành tá tràng nhưng mà đấy, nhưng mà nó cũng có cái dấu tích xám. Khi các bạn đăng nhập vào thì nó có dấu tích xám đây đấy. Thì đấy là các nếu bạn thắc mắc có thể vào đây hoặc có thể vào comment ngay trên các video mà tôi chia sẻ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.